Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 3 tháng 9 tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch phát tiền cho dân với ngân sách lên đến 450 tỷ baht, tức khoảng 13,1 tỷ đô la Mỹ. Reuters dẫn lời bà Prayuth Chan cho biết một phần trong gói hỗ trợ của chính phủ Thái Lan sẽ được phân phát bằng tiền mặt. Chi tiết về chính sách này vẫn đang được hoàn thiện và sẽ sớm được công bố trước Quốc hội. Theo cam kết ban đầu về chương trình vì kỹ thuật số cho người dân, khoảng 50 triệu người dân Thái Lan sẽ được nhận 10.000 baht một người thông qua ứng dụng điện thoại thông minh để chi tiêu tại địa phương trong 6 tháng. Hiện chưa rõ bao nhiêu phần trăm sẽ được phân phát bằng tiền mặt, Bộ Tài chính Thái Lan hiện chưa bình luận về thông tin này. Chương trình phát tiền vì kỹ thuật số được cho là một chính sách dân túy mà Đảng Phiêu Thái trong Liên minh cầm quyền đã hứa thực hiện khi tranh cử, nhằm mục đích vực dậy nền kinh tế đang chững lại so với các nước trong khu vực. Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, ghi nhận tăng trưởng 2,3% trong quý 2 năm 2024. Song các chuyên gia nhận định sự không chắc chắn đang làm lu mờ triển vọng. Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo tăng trưởng nước này năm nay đạt 2,6% so với mức 1,9% năm ngoái. Các quan chức chính phủ nhấn mạnh kế hoạch này sẽ tuân thủ các quy định tài chính. Trong bài phát biểu với các giám đốc điều hành hồi tháng trước, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat, cha của bà Prayuth Chan, đã ủng hộ kế hoạch phát tiền qua ví kỹ thuật số, nhưng ông nêu ý kiến rằng việc trích một phần tiền mặt sẽ có lợi cho nhóm dễ tổn thương. Bà Prayuth Chan Shinawat, 38 tuổi, trở thành Thủ tướng Thái Lan hồi tháng 8, thay thế cho ông Srettha Thavisin. Danh sách nội các mới của bà đã hoàn tất nhưng chưa được công bố, dự kiến được thành lập vào giữa tháng 9. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.